Từ lâu, cam Cao Phong đã nổi tiếng cả nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Chính vì vậy, trong khoảng 10 năm trở lại đây, diện tích trồng cam ở Cao Phong ngày càng mở rộng. Bà con tăng đầu tư thâm canh, áp dụng nhiều giải pháp, đặc biệt là việc sử dụng phân hóa học với lượng cao hơn so với nhu cầu của cây để tăng tối đa năng suất và sản lượng của cam. Chính việc phát triển nóng này đã làm cho nhiều hộ trồng cam phải trả giá. Đã xuất hiện những vườn cam bị sâu bệnh phá hại nặng, tuổi thọ của cây giảm, đất trồng bị chai cứng, bạc màu, năng suất và chất lượng quả sụt giảm nghiêm trọng. Điều này buộc người trồng cam ở Cao Phong phải thay đổi. Trong vòng 3 năm nay thì có cái thay đổi rất là lớn trong cái nhận thức của người trồng cam. Nhiều nhà đã sử dụng cái lượng phân hóa học là giảm đi và người ta bón ở mức độ vừa phải. Và bên cạnh đó thì là tăng cường cái sử dụng cái phân bón hữu cơ. Trong nhiều năm nay thì việc sản xuất nông nghiệp Việt Nam chúng ta có những lúc không để tâm nhiều đến vấn đề phân hữu cơ, cho nên nông nghiệp Việt Nam đã có những trả giá nhất định. Trong canh tác hiện nay thì phân hữu cơ là một yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi vì hữu cơ là chất cải tạo đất và có đất có tốt, có phì nhiêu thì phân vô cơ như đạm, lân, kali khi bón vào đất mới phát huy được hiệu quả tác dụng cao, có ảnh hưởng rất tốt đến chất lượng nông sản, đặc biệt đối với cây cam này. Hiện nay, ý thức của người dân ở Cao Phong đối với việc sử dụng phân hữu cơ trong canh tác cam dần được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Gia đình anh Đỗ Mạnh Khang là một trong số nhiều hộ trồng cam ở Cao Phong đã thay đổi thói quen canh tác. Thay vì lệ thuộc hoàn toàn vào phân bón hóa học như trước đây, thì nay gia đình anh đã chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ. Và những vụ cam sai chĩu quả là minh chứng cho lựa chọn đúng đắn của anh thời gian qua. Nhà tôi trồng cam từ năm 2007, đến nay cũng là khá là lâu rồi. Thì qua sử dụng phân vô cơ ấy, thì tôi thấy là cái hiệu quả nó không được cao lắm. Đất đai thì sau một thời gian mình bón ấy, thì đất nó sẽ hiện tượng chai cứng và cái độ tuổi thọ cây nó không được khỏe, không được dài. Còn thời gian gần đây thì 2 năm gần đây tôi có sử dụng cái dòng phân hữu cơ VG40 thì cái hiệu quả sử dụng nó cao. Ví dụ như là về giá thành thì nó rẻ hơn hẳn. Đất đai thì một thời gian bón thì nó sẽ tơi xốp, độ phì nhiêu cao hơn. Nhìn cây nó lá liếc thì nó xanh nó khỏe hơn, lộc ra dài hơn và hoa lở nó sẽ được tuyệt đối hơn. Trên mảnh vườn rộng 3 hectare với các giống cam lòng vàng, cam canh và cam V2, hiện gia đình anh Khang sử dụng phân hữu cơ VG40 Pro để bón cho cây sau mỗi vụ thu hoạch. Nguồn đạm cung cấp cho cây, gia đình anh không dùng phân đạm vô cơ nữa, mà thay vào đó là nước đậu tương ngâm ủ. Còn với phân lân và phân kali, lượng bón cũng giảm hẳn so với trước. Theo như chia sẻ của anh Khang, 2 năm nay, tuy lượng phân vô cơ sử dụng cho vườn cam của gia đình giảm đi rất nhiều, nhưng năng suất vườn vẫn được duy trì, đạt từ 70 đến 80 tấn quả một vụ. Còn chất lượng và mẫu mã quả lại tốt hơn, nên giá bán cam luôn giữ ở mức cao so với nhiều hộ xung quanh. VG40 Pro là phân hữu cơ hiện đang được gia đình anh Khang và một số hộ trồng cam ở Cao Phong đưa vào sử dụng cho kết quả tốt. Vườn cam phát triển khỏe hơn, lá xanh hơn và đặc biệt là giảm hẳn sâu bệnh. Được biết, phân VG40 Pro do Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch nghiên cứu đã được chuyển giao vào sản xuất. Loại phân hữu cơ này không chỉ được sản xuất trong nước mà còn được làm từ nguồn nguyên liệu là phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi, vừa góp phần phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các cái cơ quan mà khảo nghiệm đánh giá chất lượng phân của viện thì cũng đánh giá nó tương đối là khả quan. Cái thứ nhất, nhìn chung ấy, là cái năng suất của cây trồng nó cao hơn từ 11 đến 14% tùy thuộc loại cây. Cái thứ hai là cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Cái thứ ba là cái khả năng kháng bệnh nó cũng cao hơn. Cái thứ tư là nó
sinh trưởng phát triển tốt nên nó thích ứng tốt hơn với lại những cái biến đổi của thời tiết không thuận lợi cho cây trồng. Và chính vì vậy nên là phân của viện sản xuất ra thì đã và đang được sản xuất, được cái người nông dân và các doanh nghiệp thì đang ứng dụng, và tốc độ phát triển trong mấy năm ở đây tương đối là cao. Theo dõi cái năm qua trên cái cây có múi thì tôi đánh giá cao cái sản phẩm VG40 cũng như là những cái nhóm phân bón hữu cơ. Nó cải thiện được cái thành phần cơ giới ở trong đất rất rõ nét so với cả cái ô đối chứng là không bón cái phân này. Cái thứ hai nữa là cái bộ rễ của cây nha, các cái rễ tơ nó rất là khỏe và nhiều. Thế và cái các cái điểm mô hình thì cũng đạt được cái hiệu quả về kinh tế. Phân hữu cơ giữ vai trò quan trọng trong canh tác cây cam nói riêng và cây có múi nói chung, bởi đây là thành phần giúp cải thiện đặc tính lý hóa của đất, giúp cho cây trồng phát triển tốt, tăng năng suất và ổn định chất lượng. Trước lợi ích của việc bón phân hữu cơ, hiện nay nhiều vùng trồng cây có múi của nước ta, giống như vùng cam Cao Phong, đều chăm sóc cây cam dựa trên việc bón cân đối giữa phân hữu cơ và phân vô cơ. Và cùng với việc chủ động nghiên cứu, sản xuất được nguồn phân bón hữu cơ trong nước có chất lượng tốt. Đây sẽ là những tín hiệu vui để chúng ta từng bước xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.